Sau hơn một tháng triển khai hệ thống camera giao thông, Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện xử lý trên 100 phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự an toàn giao thông được đưa vào khai thác trên địa bàn thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào từ ngày 20 tháng 6. Qua hệ thống, đến nay Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện ra quyết định xử phạt hành chính, tức phạt nguội gần 200 lượt phương tiện vi phạm, chủ yếu là lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và không đội mũ bảo hiểm với người đi xe máy. Với lỗi này, mức phạt là 5 triệu đồng với ô tô và 500.000 đồng với xe máy. Các trường hợp vi phạm sẽ được thiết lập phiếu chuyển kết quả thu nhận hành vi vi phạm kèm theo biên bản thông báo, hình ảnh vi phạm và chuyển tới công an phường xã nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu. Căn cứ biên bản, chủ phương tiện có thể nộp phạt ngay tại nơi cư trú. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào hiện có 39 mắt camera được lắp đặt tại 12 điểm.